Năm con giáp cẩn thận tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại trong tháng 8 tới. Nếu rơi vào những con giáp này, bạn phải hết sức đề phòng và có sự chuẩn bị về tinh thần nhé. Điều quan trọng nhất là đừng nên nóng vội, nếu không bạn sẽ dễ dàng sập bẫy tiểu nhân đã giăng sẵn. Nếu thuộc vào năm con giáp này thì bạn hãy nhớ cẩn trọng hơn trong tháng 8 nhé. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn luôn có lúc may mắn, có lúc rủi, đừng lo lắng quá vì mọi khó khăn, chướng ngại đều sẽ có cách để vượt qua cả. Bài viết này tuy chỉ mang tính chất tham khảo nhưng cũng hy vọng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi việc để đón một tháng mới thuận lợi mới. Tử vi cho thấy trong tháng 8 này, người tuổi Tý nên tránh các công việc đầu tư mang tính mạo hiểm. Dù là trong công việc hay chuyện tình cảm, người cầm tinh con chuột nên giữ thái độ bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu nóng vội, bản thân sẽ dễ dàng sập bẫy tiểu nhân đã giăng sẵn, chỉ trực đợi bạn sơ hở là lập tức gây điều phiền toái. Ngoài công việc, sức khỏe, tiền bạc, người tuổi Tý cần đề phòng nhất là trong việc tình cảm. Rất có thể người thứ ba sẽ chen ngang và cướp đi hạnh phúc đang có của bạn. Hàng xóm láng giềng quan tâm giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng nếu thân mật quá đà, chưa biết chừng nảy sinh tình cảm ngầm, đó là những nguyên nhân sẽ dẫn tới sự cãi vã và đổ vỡ. Người tuổi Tý cũng nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, cân bằng lại lịch làm việc cũng như chuyện ăn uống để cơ thể được khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Có như vậy bạn mới luôn tỉnh táo ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Người tuổi Thìn nên thận trọng trong mọi vấn đề và thời điểm này. Những sự việc đã qua cũng cần phải được nhìn lại. Rất có thể bạn sẽ gặp phải một vấn đề bạo lực trong tháng 8 này, như gặp trộm cướp hay bị lừa gạt, gây tổn thất tiền bạc. Nhiều món hời sẽ tìm đến bạn, cho nên hãy cẩn thận, nó có thể vỏ bọc của sự lừa gạt và rủi ro đấy. Công việc của người tuổi Thìn sẽ vấp phải nhiều trở ngại, có người muốn hãm hại bạn, khiến cho công việc khó khăn, bị trì trệ, không hoàn thành đúng tiến độ. Dù người tuổi Thìn đã đề cao cảnh giác, nhưng cũng cung cách làm việc thiếu tự ti và tỉ mỉ, dễ dàng bỏ qua những chi tiết quan trọng để rồi phạm sai lầm lớn. Đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai, hãy giữ mọi thứ ở mức an toàn nhất và xem vận may như một phần thưởng dành cho bạn. Hơn nữa, cá tính con giáp này lại rất mạnh, cái tôi quá lớn, thái độ thiếu sự khiêm nhường trong lúc nóng vội lại càng không kiêng nể ai bao giờ, nên không được đông đảo mọi người ủng hộ hay yêu mến. Có người vừa đố kỵ vừa ghen ghét cũng là điều khó tránh. Tuổi mùi cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình tâm lý và tài chính, cũng như sự chỉnh chu hơn trong công việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tuổi mùi đầu năm công việc có vẻ cũng khá khẩm, thu nhập tốt, nhưng cuối năm tự nhiên xuất hiện vài kẻ tiểu nhân ngáng đường làm sự nghiệp của bạn đi xuống. Đặc biệt trong tháng 8, tiền tài của bạn sẽ bị hao hụt đáng kể. Kẻ tiểu nhân sẽ khiến bạn bị mất tín nhiệm trong lòng cấp trên. Tháng 8 này, tuổi mùi có thể vướng nhiều bệnh tật khiến sức khỏe bị hao kiệt khá nhiều và tiêu tốn không ít tiền của. Biết được điều này, bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình tâm lý tài chính cũng như sự chỉnh chu hơn trong công việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhé. Tuổi Dậu, sắp tới công việc của bạn sẽ gặp những trở ngại, vì vậy đòi hỏi tuổi Dậu cần phải thể hiện bản lĩnh của mình vững vàng thì mới có thể vượt qua được. Chỉ có sự chăm sóc, cố gắng, nỗ lực hết sức mới giúp bạn thành công trong năm nay. Tử vi cho thấy tháng 8 này, tuổi Dậu sẽ gặp hạn tiểu nhân quấy phá, cần nâng cao cảnh giác, thậm chí đề phòng ngay cả những người bạn thân của mình. Sẽ có người đợi bạn sơ hở đâm dao sau lưng. Bạn đừng vội vàng tin tưởng mà hợp tác với bất cứ ai, vì ở đời ai hay biết chữ ngờ, vì lợi ích cá nhân mà từ bằng bản hữu trở thành thù cũng không phải chuyện lạ đời. Qua giai đoạn này, bạn sẽ có cái nhìn tin tưởng hơn về các mối quan hệ, về con người ai tốt ai xấu.
Tháng 8 là giai đoạn không may mắn về tài chính nên tuổi Đậu cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, càng tiết kiệm càng tốt. Người tuổi Tuất, không riêng gì tháng 8, nửa cuối năm này mọi chuyện có vẻ đều không suôn sẻ. Với người tuổi Tuất, công việc gặp nhiều khó khăn liên tiếp, thất bại trong các mối làm ăn hay hao hụt về tài chính khá nhiều, tiền bạc thiếu hụt khiến tuổi Tuất khá đau đầu. Chuyện tình cảm cũng không được theo ý mình nên tâm trạng tuổi Tuất dễ thay đổi hay cáu gắt, buồn bực, dẫn đến việc nảy sinh mâu thuẫn không đáng có với đồng nghiệp và những người xung quanh. Mọi thứ công việc, tiền bạc, chuyện tình cảm không như ý muốn đều kéo đến cùng một lúc khiến tuổi Tuất vô cùng mệt mỏi. Điều quan trọng là tuổi Tuất nên tỉnh táo sáng suốt để giải quyết từng vấn đề một. We'll be right back.